Em Thắng chào cô chú anh chị. Hôm nay chuẩn bị giao cây cho người chú quen thuộc. Cái này nè bà con. Cây mận xanh đường Sóc Trăng, HCS á. Thì chú Đồng ở đường Hòa Hảo, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh. Tới thời điểm này thật sự là hắn không nhớ là chú ủng hộ bao nhiêu lần nữa. Tại vì chú mua lại rất là nhiều lần rồi. Mà cây nào mới mới là chú mua ủng hộ con. Chiều cao khá là cao hết bà con. Cây này là gốc gác nó là mận An Phước, sau đó em ghép. Trong tương lai thì chú ăn được hai giống ha. Bà con coi gốc mắt ghép nè. Và bên đây còn một cây cũng tương tự như vậy. Thì cô chú yêu thích thì em còn cây này. Và nhân dịp năm mới, con cũng có cái bao lì xì tài lộc này gửi đến chú, chúc chú và gia đình mạnh khỏe, bình an và hạnh phúc. Con để thẳng vô đây luôn, để dưới đây nha, con có zip cái bọc lại cẩn thận lắm đó, cũng sờ sơ đó là con. Nói chung là năm mới năm nào cũng vậy, Thắng cũng sẽ tặng lì xì khách cũ cũng như là khách mới, những khách nào mà có ủng hộ bên em ha. Như vậy thì chắc không ổn. Sẽ để cái phiếu giao hàng lên dán bên trên nữa. Đó là không không thấy bao lì xì. Dán bên trên. Ngoài tặng bao lì xì thì bên cây giống Tâm Phúc mùa xuân này cũng có rất là nhiều phần quà, cái giỏ quà như thế này gửi đến bà con chúng ta bên đây nữa, còn nhiều lắm nhưng mà nhà em không có chỗ để nên chưa có đem về hết. Sau khi em quấn cây như thế này á thì cây sẽ được giao tận nhà cho chú, em gửi bằng xe tải luôn nha bà con. Xe tải sẽ chở trực tiếp lên Sài Gòn, xuống bến, từ bến sẽ có anh xe ôm chở cây này tới nhà cho chú, rất là an toàn cũng như nhanh chóng, dịch vụ là dịch vụ cao đó bà con. Chứ em không có đi bên VNT ha, đi VNT thì em sẽ gói cái cây lại sợ nó hư. Ok.